Stamford và Spurs và Yeovil quân là tứ tuyển cho Hà Nội rồi. Vâng, tứ tuyển cho Hà Nội. Nói chung là ổn. Anh em chờ chút em sửa quân cũng như là sửa tỷ số anh em nhá. Vâng, con bạn giờ này thì nó con cân đấy. Con là siêu quân. Bên kia còn Nêm là bài cầm Egip. Vâng, nâu Nêm cầm Egip. Trang Hàn, Đức Beo là người ở bóng này lấy đến linh tinh thế nhỉ. Họ thì có hai Egip. Vâng, quân họ thì có Cung Tuyển. Bên mình có các em đời tốt. Tu Xuất là người cầm con Persian. Và quân bọn không xấu anh em ạ. Quân mình là tứ tuyển nhưng bên bạn cũng không xấu. Vâng, Minoan là của Kamachi. Thậm chí quân này mà theo kiểu Minoan và cả Egip ôm nhau to khỏe được là bên mình lại gặp còn thế khó đấy. Bên mình quân khỏe đề 3, đề 4 thì cũng được. Đề 4 thì cũng được thôi. Có Seng, có Yamato, có Phổ. Mà đóng vào phía lớp là người cầm Seng. Xuân Thứ cầm Pơ. Đánh được, ôi quân đấy được rồi. Map là đánh thế được rồi, à map mà... Vâng, Michael Tý là bài cầm Phổ. Nam Sầu Kiêu là người cầm Yamato. Một bài Yamato đầu cánh. Sắp xếp trận này thì Hà Nội có một game thủ màu 1. Michael Tý là người cầm Phonician trong cánh cũng như là màu 3. Game thủ Xuân Thứ là bài cầm Pơ trong cánh nốt. Với trận này Thứ có đi dâng lời không? Đấy, con Yamato lại là rơi vào vị trí đầu cánh anh em ạ. Yamato đầu cánh. Để chắc là Phonician của Thứ sẽ phải dâng lời sâu rồi. Một bài có tổng cộng là 3 voi câu về cho bài cầm Seng của game thủ phía lớp. Một bài cầm Seng đánh cung hình chém đây. Vâng, trong cánh là Phô thì tỷ lệ cao với lớp sau này theo kiểu mà đánh chém. Vâng, 3 vòi quả phụ và là bài mắc Calabeo cho bài cầm Seng đầu cánh rồi. Xe giò đang check gốc 12 giờ. Vâng, gặp màu 8. Vâng, Minoan đầu cánh của Kamachi rồi. Bên bạn không thể nào đánh cung A được. Xin lỗi anh em là tỷ lệ anh qua là khá thấp. Còn đánh thì vẫn đánh được thôi. Nhưng bài này mà màu 8 đánh cung A thẳng càng cao lớp sẽ bổ chết. Lớp sẽ bổ chết. Đây là bài cầm Pơ của Thứ cầm đi. Một bài cầm Pơ Sean cũng 3 vòi hưu đầu. Rồi, 1, 2, 3. 3 voi câu về bài cầm Pơ. Bộ bài Pơ sẽ kích 9. Đi dâng lờ sâu, dâng lờ sâu nào. Và gặp màu 6 nữa, cái thằng 6 không biết gì cả. Cái đây. Vâng, màu 6 vẫn kịp nhận ra anh em ạ. Rồi, không sao. Gỗ mình đang hơi yếu nhá. Cái bài Pơ gỗ đang hơi yếu. 2-3 dân đủ Thứ thôi. Một bài cầm Pơ lực không phải là quá khỏe. 2-3 dân đi dâng lờ cho Thứ trận này. Và đi dâng lờ cho Nam Sầu Kiêu đánh cung à. Nam Sầu Kiêu là 25 thôi, nhà Nam như cái chuồng chó, chắc là đánh chém thôi nha ba. Chắc là Yam rồi đánh chém thôi. Vâng, đánh chém thôi. Bên bạn Minoan đầu cánh rồi. Mình xem cho thằng Pơ đi. Đây là Pơ Sia. Một bài đấu mà kích đời sang 10 rồi anh em ạ. Kích đời sang 10 cho Pơ Sia của Thứ. Rồi kích. Có quả phụ. Nói chung là cũng được. Ồ. Bài kích 10-07 dành cho bài 2-3 dân của Pơ đi dâng lờ sâu. Sẽ dâng lờ sâu ôm chết cho đội bạn. Là chiến thuật đề ra là như vậy. Về lớp bên này thì cũng biết là đánh chém. Lớp cầm sang đánh chém. Một bài kích 9.
26 dân gặp Minh Đoàn có 8 đầu cánh. Bên kia Bell sang Nga kìa. Bell dò 10% bản đồ kìa. Vâng, Bell dò 10% bản đồ anh em ạ. Cũng là có phải đi sang Nga hay không, anh ta chạy dò rồi. Thời điểm phút 11 không em, đây là bãi quả và gặp Minh Đoàn con dò có giáp với lớp. Con dò full công nghệ. Và chốt dân ở 8 khả năng cao sẽ phải nằm xuống. Rồi ổn. 1 cháu, 2 cháu, 3 cháu hay không. Xong dân Minh Đoàn hụt đầu thế nhỉ. 5 con dân Minh Đoàn thì vào 5 bài dâng lờ. Màu 5 dâng lờ chọc vào nhà của thủ viên lớp. Khả năng là Minh Đoàn đánh cung A đầu cánh anh em ạ. Lào thật. Vâng, đánh cung A đầu cánh dành cho Minh Đoàn của kiếm thủ KMC lớp. Màu 5 đầu nêm là người đi dâng lờ. Vâng, đội bạn rất liều. Liều thật. Vâng, no name cầm Egip đi dâng lờ đấy. Vâng, Egip. Name cầm Yamato á. Ờ, à, name cầm Yamato, sorry anh em. Yamato dâng lờ. Yamato dâng lờ cho người cầm Minh Đoàn đánh cung A đầu cánh. Lao thật. Vâng, rất lao. Rồi, xem trận này lớp là người xử lý như nào nào. Bị một năm dâng lờ thẳng vào. Một bài Minh Đoàn bị chết mất 4 dân điểm đầu rồi. Chưa ăn được gì nhiều đâu nha. Minh Đoàn tạm thời chỉ là văng khúc được nhà rồi. Có lẽ phải là người chủ động vâng vào chăn người cầm Yao Tô thôi. Một thứ hướng nhốt phù về lớp rồi thổi luôn con giò luôn. Dù sao cũng đang mất bao. Được. Úi giời, được luôn anh em ạ. Rồi, chém. Bổ. Lớp là bài đấu đang theo kiểu mà cầm chân vào năm. Cũng như là to khỏe ra nhưng mà cầm sang đầu cánh. Gặp Yao Tô dâng lờ thẳng vào. Bài cầm Minh Đoàn đầu cánh của mình đánh cung A. Chuyển sang bài khác. Đây là bài kiếm thủ Mai Cố Tí. Mai Cố Tí là 31-10 vẫn đang ổn. Một bài cầm phô đánh cung giờ. Khả năng cao sẽ bị nêm chơi vào ngay sau đây thôi. Ra rất nhiều ruộng rồi. Còn đây là máy của Persia đang chơi nhà bầu 6. Đây. Bell đi ra Nga phải không? Rồi chuẩn rồi, Bell đi ra Nga thì phải. Rồi 26. Cố gắng ôm chiếc Bell sau này đi. Màu 2 Nam vẫn đang khỏe. Đây là Nam sau kêu. Nam sau kêu là 28. Một bài đánh chém đầu cánh. Tăng cho mình nhà bên thứ 2 đang đi nhà bầu 7. Bài đấu mà game thủ trợ vào thức thủ xuất là chỉ là bài cầm Persian thôi. Một bài cầm Per chưa biết được chém gì trận này nhỉ. Vâng, Michael Tí xem nào. Khả năng Tí sẽ bị chơi vào. Tí là 43 đang bị 45 chơi vào một tơn. Một tế nhà xấu của phô. Một tế bài trống của phô đấy. Ép quần rồi. Về lớp 32-40 đang muốn đi chăn nhiều năm trước. Còn màu 8. Có bên tao đẩy cung A sớm hay không? Vâng, tôi sợ anh ta là người sẽ đẩy cung A sớm. Đẩy cung A sớm, đẩy bay nhà về lớp luôn. Phút 16, họ đang có khoảng tầm độ 3 được bị cung A một áo. Tôi nghĩ như vậy và ốp luôn vào nhà Minh Đoàn luôn rồi. Và một tên đẩy quân ốp luôn nhà Minh Đoàn luôn, dứt điểm sớm luôn. Đội bạn trận này thì màu 6 là người đi đánh loang quăng. Màu 6 đánh cung theo kiểu bài yếu. Vâng, bây giờ tên ốp, một tên ốp thời điểm phút 17. Vâng, phút 17 ốp vào nhà Minh Đoàn của thủ cao chiến lớp vẫn đang chỉ là cung A một áo thôi. Vâng, cung A một áo đi dò đường, chết một con rồi. Ốp là chết. Vâng, ốp là chết. Đứng trên dốc, chơi xuống. Đục kè vào. Vâng, chưa nhờ qua của thủ KMC lớp. Ở nhà đã có BC rồi. Chặt cũng hay có chưa nhỉ. Vâng, ôm chết. Chết bầu 8 và xong trận đấu luôn. Vâng, chết và xong luôn. Vào. Vào rồi anh em ơi. Vào rồi. Rồi. Rồi ra bên ngoài bắt chém luôn. Từ từ thôi. Vâng, cùng giờ tí. Có giáp hay chưa? Vâng, cùng giờ chưa có giáp. Từ này một năm đang về cứu vào 8. Phải đến giáp 2 rồi. Vâng, lớp sẽ phải có lạc đài để cản bắt. Vâng, ngựa chém đang rất đông một năm nhá. Một năm đang cực kỳ đông ngựa chém. Cùng giờ mình phải có giáp 4. Chưa ốp được. Vâng, chưa ốp được. Úi dồi ôi, đồng te rồi. Thôi. Lùi về lớp 38. Vâng, bắt fit thằng Nam đã. Còn con Minh Đoàn tôi nghĩ là cứ để đấy thôi. Cô lập Minh Đoàn đi. Vâng, kệ bố con Minh Đoàn anh em ạ. Cứ đánh chết nhà còn lại thôi. Còn Minh Đoàn thì mặc kệ. 40-64. Ta mai mình đang đi là khá mạnh rồi. Vâng, cánh bên này Nam sâu kêu. Nam sâu kêu là 31. Một bài đầu cánh đánh chém đang bị màu 6 cũng như màu 7 chơi vào. Bài đấu cầm pơ Triệu Tử Long là người đang vâng có phù. Vâng, phù rất đỏ từ màu 7. Đỏ thế nhỉ. Đỏ thật. Ổng rồi. Cánh này sẽ thua. Vâng, cánh này sẽ là một cánh khả năng cao sẽ thua. Đây là máy của Xuân Thứ. 75 là của tí rồi. Xuân Thứ là 24. Màu 6 nó bài theo kiểu anh ta đi sang ngay anh em ạ. Màu 6 đánh cho cửa văn quân đóng A giữa bản đồ rồi. Cánh bên này là hai chém. Và màu 7 cầm pơ của Trưởng Long đang có một đầu theo kiểu mà vâng. Một bài theo kiểu mà vâng, châu phủ từ màu 7. Màu 6 nó bài đi sang ngay giữa bản đồ.
Đây là máy của Michael T. 80/96. Bắt nốt người chéo năm. Rồi. Xích cổ lại kia. Rồi. Mày vào đây với cậu. Chốt hè vào. Vâng, nó vẫn thính. Nó vẫn chạy. Đang phải vừa kê cho lớp. Lớp đang bị Cuba đẩy luôn rồi. Thế trận là vẫn căng nhá. Thời điểm trước Tam Hải Bình đè bởi vì con Minoan chưa nở tam thôi. Nhưng đến thời điểm này thì Tam Hải có lẽ là cần. Tam Hải có lẽ là cần khi màu giáo còn quân. Bên mình thì Nam Song Kyu là người đã bị mất tham. Thứ cũng mất tham. Vâng, cùng Hải Bình Đoàn đẩy để bàn từ cam trí lớp. Và một game thủ mà cầm chủ lực cũng là rất khỏe. Vâng, một thế bài xấu. Phô đang bị màu Nam quấy vào rất nhiều. Ui giời, đồng chém té rồi. Đồng cực kỳ đồng chém. Đã là chém 4 từ nơi lên rồi. Một bài trống. Một bài thế nhà trống. Bây giờ phải lên giáp 4. Vâng, phải lên giáp 4. Sao thằng này nó đồng chém thế à rồi. Giờ là chủ nhà đi. Vâng, cùng giờ màu 6 cũng đang ốp sang đây. Tên này thì vẫn thủ được. Nhưng quan trọng là Minh Loan nó có đẩy cùng mình không. Lớp sẽ phải bỏ nhà. Lớp ta 39. Lớp bỏ nhà đi lấy nhà màu 5. Chạy về nhà kiếm thủ Mai có tí để hồi. Nam Sơn Kiều đang chết rất nhiều dần. Rồi. Có hai lạc đà thôi à. Vẩy nhiều vào nhơi, vẩy nhiều vậy. Nhiều ạ, nhiều vào gỗ mình là nhiều. Tiếp tục vẩy, vẫn khít. Vâng, như vậy là hờ. Cày đạch. Vâng, cày đạch anh em ạ. Hỏng rồi. Bị thằng kia nó bắt mắt qua dần rồi. Họ đang ốp trước cửa nhà một tí. Vâng, cùng vào họ là ngoài Bình Loan. Rồi toang rồi. Hỏng rồi, tao này thủ được không đây. Một pha mà sẽ phải là có người áp lực của nhà Bình Loan hay không. Thế trận đang rất khó. Thế trận đang là thế trận rất khó. Họ đang ốp được ảo của mình. Họ đứng trên dốc. Và đứng trên dốc được của Bình Loan tầm xa là 7+4. Và này thì rất khó thủ nhà. Có ai về đây bắt quân hay không? Có ai về bắt quân hay không? Thì vẫn đang cố gắng gìn giữ. Vẫn đang chỉ là cố gắng gìn giữ thôi. Nó bắt cùng giờ trước thì nó phải em à. 80/120. Trong nhà nhạc quá sâu. Vâng, nhạc quá sâu. Nước bài cầm phô. Giờ cùng giờ họ cùng giờ ekip. Vâng, cùng giờ ekip. Vâng, 73/120. Màu 8 đang bị lớp đục vàng. Nhưng tuần này thì có được tí có thủ nhà hay không đây. Đóng ai chỗ khác hay không. Gỗ mình đang yếu. Bản đồ con lớp đang áp lực vào nhà Minh Loan. Không cho Minh Loan đẩy quân. Vâng, mình toán lạc đà thôi anh em ạ. Cùng mà nó bắn là quá chát. Họ đang vẩy e bắt quân của mình. Vâng, 17 đưa về lớp thôi. Thế trận có vẻ như là có. Tỷ số rất là 0-1 cho Sài Gòn. 0-1 cho Sài Gòn trong trận đầu tiên. Vâng, để thằng Năm có nhiều chém quá anh em ạ. Nhà tí đi sâu. Nhà phô xấu. Thằng Năm có quá nhiều chém nó vào không thủ được. Khê.